Vườn Quốc gia Quốc phương tỉnh Ninh Bình vừa công bố sự kiện 10 cây văn con được sinh ra tự nhiên theo chương trình bảo tồn thú ăn thịt nhỏ và tê tê. Đây là thành công lớn nhất từ trước đến nay trong việc sinh sản bảo tồn loài cây văn. Hiện 10 con cây vằn đang phát triển bình thường. Đây là loài thú ăn thịt nhỏ đẹp, có giá trị sinh thái cao, tuy nhiên lại rất quý hiếm ngoài tự nhiên. Cây vằn nằm trong nhóm nguy cấp của sách đỏ năm 2016 và thuộc nhóm 1B, loài nguy cấp được ưu tiên bảo vệ. Hiện loài này có phạm vi phân bố nhỏ nhất trong loài thú ăn thịt nhỏ ở châu Á và chỉ được tìm thấy ở Việt Nam, Lào và một phần rất nhỏ ở miền Nam Trung Quốc. Bảo vệ và phục hồi cây vằn đã trở thành ưu tiên quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam và thế giới.